Lưu ý trong nhau á là tại sao mà chúng ta vẫn thường khuyên mình á là phải uống thuốc cao huyết áp. Mặc dù á mọi người chồm nãy tôi nói nha, chồm nãy sau thời gian á là huyết áp trở lại ổn định như thường. Nhưng mà khi mà ổn định rồi á, mình vẫn phải coi chừng là uống thuốc huyết áp. Tôi bây giờ á là tôi đi qua châu Âu, tôi vẫn phòng ngừa thuốc huyết áp. Mặc dù là ngày nào tôi cũng chồm nãy rồi huyết áp tôi ổn định rồi, nhưng mà tại sao tôi vẫn cứ chơi mấy uống thuốc? Vì mình ngăn ngừa những cái cơn mà huyết áp cao đột biến. Ha? Mà bởi vì sao? Bởi vì 85% cao huyết áp là vô căn, tức là không có rõ nguyên nhân. Thế nên mình không biết huyết áp lúc nào nó tăng, và một cái stress, một cái buồn, một cái đau khổ, một cái giận hờn nó cũng làm cái huyết áp lên được. Ha? Còn chưa nói tới chuyện mà ăn nặng rồi này nọ các thứ rồi nó bị huyết áp. Do vậy là cái thuốc huyết áp là thường xuyên dùng để mà không có đặc biệt bị tăng. Và nói dưới cái người bác sĩ mà điều trị cho mình á là mình nên uống cái giờ nào? Thông thường á là khi mà một cái người đã bị huyết áp á thì người ta có đo cái, ta cho ta gắn cho mình một cái máy, và cái máy đó nó gắn trong người mình 3 ngày, nó gắn đêm những ngày luôn, cứ 15 phút tự động automatic nó đo, đo xong rồi nó tắt, tắt rồi nó đo rồi tắt, rồi tới đúng 3 ngày đó thì cái người bác sĩ họ sẽ lấy cái bộ nhớ ra, họ đưa lên máy và họ làm một cái bảng thống kê coi cái huyết áp của mình cao nhất là giờ nào. Ví dụ có người á là 9 giờ tới 10 giờ cao, có người là buổi tối 18, 19, 20 giờ thì mới cao. Thành ra là cái người thầy thuốc á người ta cho, và như vậy á là cái huyết áp cao á là mọi người phải quan tâm. Mà nãy mình có thấy là tại sao mà người ta nói là phải uống thuốc là vậy, là tại vì huyết áp mà nó thường xuyên lên 14-9 chẳng hạn thì nó làm cho cái mạch máu mình nó co giãn nhiều quá. Tại huyết áp mình ổn định vậy á, làm sao mà nó cứ co lên giãn xuống thì nó sẽ làm cho có cái thành của động mạch huyết thông nó bị vỡ nè. Mà khi mà nó bị vỡ ra một miếng vậy đó thì nó sẽ gây viêm nhẹ ở cái vùng đó, và khi viêm nhẹ thì bắt buộc cái bạch cầu á, là hệ thống bạch cầu nó phải đến, nó đẩy cái bạch cầu đến để làm gì, để nó bảo vệ, để nó gắn hàng gắn cái vết thương đó. Nhưng mà vô tình một cái hành động mà gọi là bảo vệ đó, đó cũng là nơi để cho những cái chất béo, những cái cholesterol, rồi những cái chất mỡ, đó là những cái chất bệ bạn nó bám vô đó, và để nó càng bám thì nó càng viêm, và càng viêm thì nó đội lên và cái thành mạch càng ngày bị nhỏ lại, mình càng là cho nên ta đặt mấy cái stent vô đó. Thì vì sao mà tại sao mà mình khi mình chườm đá nóng ấy là máu huyết nó lưu thông ấy, thì những cái vết chỗ đó là nó chống viêm, ngoài những chống viêm nó còn làm trôi hết mấy cái chất đó và nó làm cho cái thành động mạch mình tốt hơn. Lý do đó vậy, tại sao cái động mạch cảnh của tôi ấy, bị viêm, bị sơ vữa động mạch ấy, mà nó chườm vô xong thì nó sức nóng nó làm cho tan hết cái máu mà bầm máu vữa đó, thành ra là mấy cái cholesterol máu cao này, gan nhiễm mỡ này, men gan cao này, tất cả những cái sau khi chườm gan xong thì nó biến hết. Chỉ trong vòng 4-5 tháng là mọi người xét nghiệm lại nó ổn định là lý do đó. Vấn đề mà tôi muốn đặt cho mọi người á, hiểu một cái chuyện á, là vừa rồi tôi đi cái hội thảo cũng vậy á, mọi người giới thiệu về cái thuốc mà chữa thì mọi người mà có thể tưởng tượng là khi mà chữa mà uống thuốc vậy đó là mà một tháng vậy đó là mất là 2-3 triệu bạc, 2-3 triệu bạc, mà chắc gì mà nó khỏi nữa, mà nhiều khi có yếu tố tâm lý là nhiều nữa, mà trong khi đó chúng ta chườm đá tốn con lần xài cho tới 50 tuổi. Cho nên là mọi người yên tâm, lý do là tại sao phải hướng dẫn cho mọi người làm là vậy đó. Rồi chút xíu này mình sẽ làm cho bác này. Do đó là cái huyết áp mình ở đây ấy, là ý của tôi nói ấy, là mình làm cho nó cắt cái cơn thôi, chứ mình không có phải là chữa cái huyết áp. Nè, huyết áp mình chữa là chữa lâu dài và bên Mỹ là dùng cái gì? Chườm đá nóng dùng gan là sức mềm nhất. Còn chúng ta thấy ấy, là mấy cái máu đông và nó làm cho vỡ mạch máu rồi nó làm cho tai biến ấy, là những cái đó là do cái cơ thể mình tự tạo hết. Thành ra là nếu như mà đã chườm nóng thường xuyên thì mấy cái cảnh này không bao giờ có xảy ra. Một cái điều đặc biệt của nó mà mọi người đang lo lắng mà cái giải pháp hiện nay chưa có hữu hiệu thì
chỉ cần dẫm gót chân rồi chờ đá nóng dùng ngay thôi thì cái đột quỵ sẽ không bao giờ xuất hiện. Là cái kinh nghiệm của Michaela là ông đã làm về cái dẫm gót rồi, bây giờ kết hợp thêm cái chờ nóng dùng ngay nữa thì xuất ra luôn. Ok. Này, còn cái em này mất ngủ á, thì em mua đá về em trường cho tôi ra. Thì cái mọi người nhìn cái mặt em này á, nó rất là sầu não á, và mặt nó là một cái người mà nhiệt độ trong cơ thể là luôn thấp, cho nên á khi em này ngủ á mà nó bồi hồi nó khó chịu, mình cái cả cái dùng lực nóng hết, mất ngủ mình đứng dậy nóng hết, nhưng mà vậy mà để nóng đá dùng đá nóng có dùng gan xong á thì nó sẽ không còn nóng nữa mà nó ngủ ngon. Mọi người biết tại sao mà nó nóng ngực mà đâu nó nóng mấy chỗ khác không? Tay chân mặt này rồi nó lạnh không? Mọi người biết tại sao? Là gì á? Nếu bao mạch bên ngoài nó bị bế tắc, nó đưa cái sức á, nó đẩy ra ngoài á, không đủ rồi nó bị dội đưa vô trong á, nó bụng ngược vô trong. Thật ra cái nhiệt lượng nó chỉ ở trong cái bụng này được thôi, còn ở những cái chỗ khác thì nó bị co mạch. Và nếu như mà chồm nóng mà nó nóng hết rồi đó thì không còn hiện tượng nóng nữa mà ngủ rất ngon. Em mất ngủ bao lâu rồi? Bảo đảm đi. Và cái được cái mặt em này là mặt bóng đè, tức là khi mà bị cái triệu chứng nó dễ nằm mơ ngủ thấy bị bóng đè, mà bóng đè vô cái áo muốn la xung quanh mọi người xung quanh mà không biết không không sao đâu, có hai con đá là đủ hành đèn rồi. Nếu mà em ăn uống làm sao? Đúng rồi, vậy em kèm theo cho tôi cái 4 cục, chứ không phải 2 cục nữa. Em 2 cục ở đây, 2 cục nằm ở trên rốn cho tôi. Hay để nó điều chỉnh luôn cái dạ dày của em luôn. Và em sẽ ngủ rất ngon. Chỉ cần một ngày đầu là em đã ngủ chết bỏ rồi. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta nói đến cái phần huyết áp nữa. Thì cái cách mà xử lý là tại sao em mình cấp cứu huyết áp. Thì bà lịch bà có cái hay như này, huyết áp cao mà nắm nó vuốt xuống thì mọi người nhìn thấy ngón cái này ha, lấy ra này vuốt xuống này, vuốt này chắc của nó là đúng vậy, vuốt xuống này kéo xuống 15 cái, ở đây xuống kéo xuống 15 cái, còn ngón giữa này thì mình nắm mình kéo này, mình nắm này như tôi này, để ngón cái đây đúng không, rồi mình vuốt này, nắm vuốt nhanh lên huyết áp xuống này, rồi kéo đi. Nhớ nha, người nào huyết áp thấp không sao đâu, riêng huyết áp cao là hạ xuống này, thấy đơn giản chưa? Rồi, bài tập giữa cao huyết áp của đại học Master ở Ontario. Thì cái cách này nắm cái ngón cái mọi thấy không? Nên nắm cái ngón cái này, nắm chặt nó lại. Bước thứ nhất này, thả lỏng toàn bộ cơ thể, em phải xè là tự nhiên hoặc là buông lỏng. Nắm chặt tay trong vòng 5 giây là thả ra. Nếu được có thể nắm một cái banh nhỏ ra, mình nắm thì được rồi. Và buông đi. Tí tí. 1, 2, 3, 4, 5, ok đó, là 5 giây rồi. Thực hiện lại nhiều lần trong vòng 2 phút. Tức là mình 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, vậy đó, bấm, thả lên. Nhưng mà thiệt ra là cái kinh nghiệm mà dậm gót á, là mấy người kia á, là cứ dậm gót lên, biết áo đo lại cũng ổn rồi nè. Việc mới nói lên đứng đi, lên đi, rồi dầm con xong, rồi cái áp của ông được liền. Mọi người gửi cho chúng tôi cái phương pháp bóng Mikulin ấy. Khi mà bị huyết áp, học viên có những người họ báo cáo là họ mấy chục năm rồi, họ làm theo cách Mikulin cực kỳ hiệu quả và đơn giản. Chúng ta nhớ là như này này, mình quỳnh bụng hết cỡ của người group này không quan tâm đến hơi thở. Mình quỳnh bụng hết cỡ ra, sau đó thì mình khóc bụng lại, quỳnh bụng hết cỡ ra, khóc bụng lại. Ông ấy giải thích là như sau ạ. Cái tim của chúng ta, mọi người nhớ là những người được tim to nghe thì ta mệt không? Cái thể tích lớn á, thì lúc này là cái áp lực máu không đủ, mọi người đúng không? Bây giờ khi chúng ta phình bụng hết cỡ thì chúng ta thấy là thoát bụng lại, nó nâng cái cơ hoạch lên. Mọi người nhớ giùm tôi nha, thoát bụng hết cỡ nâng cơ hoạch lên và nó ép cho cái thể tích tim bé lại. Thì lúc này áp lực máu thì là chúng ta làm vài hơi như thế là nghe là nó xuống liền. Chúng ta phải suốt đời gắn bó với trường gan vì sao? Vì khi chúng ta trường gan sẽ làm lưu thông mạch máu. Lưu thông mạch máu thì sẽ không còn xảy ra cái hiện tượng là những cái mảng bám vữa, nó có cơ hội để nó tích lũy, nó thám nọ,
năm nọ tháng kia để nó dày lên như vậy, nó làm cứng thành mạch và nó làm hẹp cái mạch máu, và những cái cục máu đông nó sẽ chặn vào, và khi chặn vào nó gây tức nước vỡ bờ, nó sẽ làm vỡ cái mạch máu, mình gọi là tai biến mạch máu não. Vì thế nên là việc chiều gan là việc phải làm mỗi ngày, đặc biệt những người huyết áp cao càng cần thiết. Rồi. Mỗi ngày cô, mỗi ngày nhé. Ngày nào cũng phải trường, thậm chí trường ngày 2 lần. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập trì liên tâm.